Xin chào tất cả bạn, tôi là Phạm Thành Biên. Đây là chuỗi video tôi chia sẻ những cái tư duy, những cái thói quen rất là khác biệt của người giàu so với người nghèo. Ở các video lần trước tôi đã chia sẻ đến nội dung thứ 3 và đây là video tôi chia sẻ tiếp tục đến nội dung thứ 4, những cái tư duy khác biệt thứ 4 của người giàu. Ở tư duy thứ 4 này nói về cái mối quan hệ. Có là người giàu thì người ta kết thân và chơi với những người giàu, còn người nghèo thì kết thân chơi với những người nghèo. Đó là hai cái tư duy vô cùng khác biệt. Bởi vì người giàu thì họ luôn chủ động trong cuộc sống, họ tìm đến những nơi họ muốn và họ kết thân với những người họ muốn, và họ luôn ngưỡng mộ, họ luôn tìm đến những người giàu có và thành đạt hơn mình để họ học hỏi. Còn người nghèo thì họ chỉ tìm đến những cái người giống như mình mà thôi. Ở trong đâu đó có một câu rất là hay, đó là cái quy luật là giống nhau thì hút nhau. Người giàu họ tìm đến những cái sân chơi của người giàu tìm đến những thói quen, đến những cái nơi mà người giàu hay lui tới và họ kết thân với nhau. Còn người nghèo thì họ sống ở một cuộc đời bị động và họ thường tìm đến những con người giống như mình. Chính vì thế cho nên họ không nâng cao được mối quan hệ, không nâng cao được kiến thức, không nâng cao được sự hiểu biết. Và đấy là một trong những cái dẫn cho họ không vượt qua được khỏi những cái giới hạn tầm thường hàng ngày để bước sang thế giới giàu có. Vâng, đây là cái tư duy thứ tư, là một tư duy vô cùng khác biệt, đánh dấu sự thành công hay không. Đó là cái môi trường sống, đó là mối quan hệ, đó là những người bạn gặp. Đó là một cái vô cùng khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Đến cái tư duy khác biệt thứ năm là người giàu thì sẵn sàng đón nhận mọi thứ, còn người nghèo thì họ an phận thủ thường, họ không dám đón nhận những cái công việc, không dám đón nhận với những sự việc xung quanh đến với mình. Còn ở người giàu thì họ luôn đón nhận tất cả những sự việc đến với cuộc đời mình ở tâm thế là sẵn sàng học hỏi, còn người nghèo thì luôn đón nhận ở tư thế bị động. Chính vì thế họ không học được bài học gì hết. Vâng, đó là cái tư duy khác vô cùng khác biệt, là tư duy thứ 5. Và sang tư duy thứ 6 là người giàu thì là cái người ấy mà nếu phải lựa chọn thì họ sẽ lựa chọn cả hai, còn người nghèo thì họ đắn đo lựa chọn cái này hay cái kia, còn người giàu thì họ ra quyết định rất nhanh chóng là tôi sẽ lựa chọn cả hai. Và khi họ đã lựa chọn thì họ sẽ tìm ra các giải pháp để thực thi nó, còn người nghèo thì đắn đo nâng lên nhặt xuống và không dám ra quyết định là lựa chọn cái nào. Vâng, đấy là những cái tư duy vô cùng khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Vâng, Phạm Thành Biên xin hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những cái tư duy tiếp theo. Để nhận được những video mới nhất từ Phạm Thành Biên, hãy đăng ký, subscribe vào kênh của Phạm Thành Biên, tìm xuống đường link ở phía dưới video này, đăng ký vào đường link, Phạm Thành Biên sẽ gửi các video tiếp theo tặng bạn trong email mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.